Và để tiếp theo chương trình thì chúng con xin kính mời Ni sư Thích Nữ Diệu Như sẽ lên trình bày với hội thảo chúng ta về đề tài một số định hướng giáo dục tăng đoàn trong thời đại mới. Xin một tràng pháo tay cho Ni sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch quý hòa thượng, quý thượng tòa, chư tôn Tịnh Đức Tăng. Con cung kính ngưỡng bái bạch quý ni trưởng, ni sư, chư tôn Tịnh Đức Ni. Kính thưa quý vị học giả, trí thức cùng quý Phật tử hiện diện trong hội trường chiều hôm nay. Ngưỡng bạch quý ngài cho phép con mà mùi nói lên những ý tưởng đề tài nho nhỏ của con một số định hướng chức năng giáo dục tăng đoàn trong thời đại mới. Hiện nay, ngành giáo dục Phật giáo, các trường Phật học trên thế giới đã thành tựu rất lớn, nhưng vẫn tồn tại vấn đề nan giải cũng không nhỏ. Chức năng hoàn thiện giáo dục tăng đoàn cũng là một trong những vấn đề đó. Bài viết cho rằng giáo dục tăng đoàn và giáo dục cộng đồng xã hội cùng một nhịp cầu, nên có giảng dạy, có nghiên cứu, có phục vụ. Đây là ba tiêu chí căn bản để đẩy mạnh sự phát triển lành mạnh của giáo dục tăng đoàn. Thứ nhất, chức năng giảng dạy. Trong Phật giáo luôn xem trọng việc tu học, truyền thống tu học phải đi đôi. Học là giải pháp tập trung vào nghe tư duy. Tu là tập trung xem trọng thực hành và kinh nghiệm Phật giáo là tu tuệ. Truyền thống tu học trên đây đã cho thấy trong Phật giáo, giáo dục tăng đoàn, công tác giảng dạy không những chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có hướng dẫn trong việc tu trì. Do vậy, chức năng giảng dạy trên cơ sở nên bao quát truyền đạt kiến thức và phương pháp hướng dẫn tu tập. Đây là hai chức năng nhiệm vụ điều bổ sung cho nhau. Truyền đạt kiến thức là để thiết lập một cách nhìn sâu sắc, đúng đắn dưới sự chỉ đạo của chánh kiến. Học viên tiến hành tu trì để đảm bảo phương pháp tu trì, mục tiêu và phương hướng phải rõ ràng, đồng thời thông qua thực hiện phương pháp tu trì của Phật giáo. Phải có từng bước tiến bộ, có minh chứng, thấy rõ tính hợp lý, mới đảm bảo mục tiêu giáo dục, đào tạo, nuôi dưỡng tăng lữ không bị ảnh hưởng. Phần nhiều các trường Phật học trong công tác giảng dạy, dẫu rằng đã phổ biến có truyền đạt kiến thức và hướng dẫn ý thức thuần nhất sự tu trì của Phật giáo, đa phần thường gộp tu và học lại một khối, làm thành ý tưởng và chính sách của lớp học. Giáo viên nên có trách nhiệm giảng dạy truyền đạt kiến thức, phải có phương pháp sư phạm trên cơ bản chỉ đạo và tính phổ cập đối với cá thể học viên và tập thể không phân biệt. Cụ thể, đối với học viên, phương pháp tu trì Phật giáo và bước lên thực hiện từng chi tiết phải rõ ràng, đầy đủ tính thao tác, có thể tạo ra kết quả tốt đẹp. Đó là nhiệm vụ quan trọng để tăng cường và cải thiện công tác giảng dạy. Trong công tác giảng dạy, hiệu quả truyền đạt kiến thức phải mang tính thực tiễn, hiện thực hoặc nhiều ít tồn tại nơi học viên. Không tự nguyện học, đây tồn tại một hiện tượng không tự tin với phong cách giảng viên trong việc giảng dạy không khéo, không chuyên môn. Có những vị giảng viên rất ưu tú, giảng dạy lưu loát, sinh động trong lớp học, thì sự học tập của học viên sẽ có tính năng động, gặt hái thành quả cao hơn. Hiệu quả giảng dạy và chất lượng giảng dạy cần phải nâng cao. Nếu vì giảng viên giảng dạy trong lớp không linh hoạt, nội dung khô khan, học tập tẻ nhạt, im lìm trong lớp học, thì sự tích lũy kiến thức của học viên sẽ không thể thu hoạch tốt được.
Vì thế, trong việc giảng dạy của vị giảng viên, cần chú trọng phương pháp giảng dạy có thể nắm bắt được bầu không khí trong lớp học là một đảm bảo quan trọng để đạt được hiệu quả chất lượng truyền đạt kiến thức. Nếu như chỉ chú trọng thế nào là một bài nội dung hay, thì công tác giảng dạy sẽ không thể đạt được hiệu quả. Thứ hai là chức năng nghiên cứu. Trong Phật giáo, phương pháp nghiên cứu là cách thức, là con đường, là phương hướng làm sáng tỏ nhiệm vụ nghiên cứu. Nhằm đạt được mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu là phạm trù trung tâm, điều kiện đầu tiên. Tất cả tính nghiêm túc của việc nghiên cứu phụ thuộc nằm trong tay vận mệnh của cả công trình nghiên cứu. Phương pháp đúng phù hợp là nhân tố, bảo hộ là sự thành công cho người nghiên cứu. Đây là điều kiện cơ bản quyết định để hoàn thành mỹ mãn cho công tác giáo dục. Thứ nhất, dưới góc độ hoạt động của tăng chúng, phương pháp nghiên cứu là hoạt động có đối tượng chủ thể, sử dụng những kỹ năng thu thập như sưu tầm, biện pháp, kỹ năng thao tác, khám phá đối tượng nghiên cứu nhằm làm biến đổi đối tượng theo mục tiêu mà chủ thể tự giác tự đặt ra để thỏa mãn nhu cầu của việc nghiên cứu. Thứ hai, đối với truyền thông giao tiếp quốc tế, Phật giáo thế giới đã xem điều này rất quan trọng. Lý do vì Phật giáo là một tôn giáo thế giới, tuy bất đồng chính trị quốc gia, dân tộc, kinh tế, truyền thông, văn hóa, vân vân, nhưng ảnh hưởng rất sâu. Những truyền thông có thể nói đóng một vai trò quan trọng cho việc phát huy giao tiếp quốc tế. Thứ ba, tuy nhiên khi nghiên cứu hoạt thực phải dựa vào truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Từ nhiều thập niên qua, Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều bậc cao tăng thạc đức, những tác phẩm của quý ngài đã để lại cho hậu thế nhiều thể loại đủ để chứng minh rằng tại thời điểm của quý ngài, kỹ năng học tập và nghiên cứu hoạt thực đã ảnh hưởng đến các thế hệ hiện nay rất sâu sắc. Ngày nay, cộng đồng Phật giáo trên thế giới nghiên cứu hoạt thực đã ghi nhận rằng những thành quả đó không phải là đơn thuần. Phương hướng và phương pháp của nghiên cứu hoạt thực tiếp nhận hiện đại theo hướng tích cực, kết quả sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khách quan mà nói, trải qua thời gian trong quá khứ đã chịu ảnh hưởng của các phương pháp nghiên cứu hoạt thực phương Tây. Rõ ràng, nghiên cứu hoạt thực có thể chú trọng sắc màu theo khảo cứu lịch sử, đồng thời biểu hiện tính xu hướng lý giải tín ngưỡng tôn giáo trong hiện tại. Việc nghiên cứu học thuật để thực hành tu trì không phải là mâu thuẫn hay đối kháng, mà những bậc cao tăng thạc đức hoàn toàn thống nhất hai việc lại một. Thứ nhất, quý ngài thông qua thực hành tu trì đến thực hiện tâm đắc cho việc nghiên cứu học thuật. Thứ hai, quý ngài thông qua nghiên cứu học thuật vì tín ngưỡng tu trì để phục vụ. Đa phần bình luận và chú thích cả kinh luật của những bậc cao tăng thạc đức mang tính giản lược, cô đồng, xúc tích, thể loại tường thuật lịch sử, văn học, giáo dục, vân vân, đều là một phạm vi nghiên cứu học thuật. Do đó, giới trí sĩ, học giả, nghiên cứu, họ lấy phương pháp nghiên cứu học thuật làm nghĩa rộng. Đối với giáo dục, đối với Phật giáo Ấn Độ, cho đến những nhà tư tưởng lớn của Phật giáo Trung Quốc, họ cũng tổng hợp hệ thống giảng lược nhiều văn kiện kinh luật đã tiến hành cải biên nên dùng ngôn ngữ hiện đại tiến hành bình luận giải thích theo quan điểm thực tế của cộng đồng xã hội, bao gồm các giới tín ngưỡng tiện nghi dễ hiểu theo phương pháp có định hướng giáo dục. Đây là một nhu cầu cấp thiết, lại là công tác có ý nghĩa. Thứ ba, chức năng phục vụ. Chức năng phục vụ trong công tác giáo dục phải nên giải quyết tại sao cần làm giáo dục, đặt vấn đề vì ai làm giáo dục. Giáo dục không thể chỉ vì giáo dục mà giáo dục, mà giáo dục nên phản ảnh được giá trị và ý nghĩa thực tế vì cộng đồng, yêu cầu của xã hội hiện tại do những vấn đề thực tế trên, cho nên tăng đoàn không thể ẩn núp được.
Do vậy, giáo dục tăng đoàn không thể chỉ vì các trường Phật giáo mà tồn tại cơ cấu giáo dục. Giáo dục tăng đoàn cần phục vụ nhu cầu phát triển cộng đồng xã hội trong hiện đại của Phật giáo, ý nghĩa và giá trị hiện tại được phản ánh và công nhận của giáo dục tăng đoàn. Phật giáo nên có yêu cầu hình thành giáo dục tăng đoàn như chế độ quản lý tăng đoàn và sở trường quản lý công việc, tiếp nhận ý kiến, đóng góp của tăng đoàn, khả năng giao tiếp và tùy thời ứng phó. Tài liệu hướng dẫn giáo lý thu thập thực tế của các tôn giáo phải có nguồn gốc rõ ràng. Nếu có nơi nhu cầu giáo dục tăng đoàn không nhất định phải có chức vụ, nơi nào cần có thể đi là để nuôi dưỡng và đào tạo tăng tài có đóng góp thực sự về công tác giáo dục. Trọng tâm chính của giáo dục Phật giáo vẫn tập trung vào việc giáo dục tăng đoàn. Tuy nhiên, nhìn trong tình huống phát triển thực tế của Phật giáo, rất nhiều tín đồ mong muốn được tiếp nhận học tập từ hệ thống của giáo dục Phật giáo. Nếu cung cấp chất lượng bất lợi cho toàn bộ tín đồ Phật giáo, thì nguyện vọng tín đồ tiếp nhận giáo dục Phật giáo càng ngày càng giảm đi. Vì thế, để làm cho chất lượng tổng thể của tín đồ Phật giáo và tăng đoàn ngày một gia tăng chung, trên cơ sở giáo dục Phật giáo nên cung cấp thời gian vào việc giáo dục, mở thời gian ngắn hạn để bồi dưỡng giáo dục. Cơ bản giáo dục tăng đoàn là để mở rộng giáo dục cho tăng sĩ và tín đồ. Đây là nhu cầu thực tế phát triển trong hiện tại. Công tác giáo dục tăng đoàn có liên quan đến kế hoạch phát triển tổng thể của Phật giáo. Ưu điểm và nhược điểm chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tương lai của cả giáo dục Phật giáo. Việc hoàn thiện và chức năng hay không liên kết trực tiếp đến thành bại chất lượng giáo dục và toàn bộ công tác giáo dục của tăng đoàn. Rõ ràng đây là một chức năng giáo dục đáng lưu tâm, cũng là nguyện vọng giáo dục tăng đoàn trong thời đại mới. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thuyết trình của con đến đây đã tạm ngừng. Con cung kính ngưỡng bạch quý ngài và kính chúc quý ngài cùng quý Phật tử vô lượng an lạc và trang nghiêm Phật tuệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cảm ơn ni sư đã lên đóng góp và có những định hướng khá cụ thể về vai trò và ý nghĩa của giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại.